nó cứ bày ra cho mình giòn á. Tại vì ở nhà bày cho mẹ giòn. Không phải, nhiều khi là làm xong rồi cái quên á, nhiều khi thay đồ cho bé rồi á, xong rồi cái mặc đồ cho bé rồi cái để quần áo đó kêu thôi để cứ mặc đồ cho con trước đi rồi xong rồi mình dẹp sau, cái tí xíu nữa mặc đồ cho con xong cái ẩm con đi cái để đồ đó cái mẹ xuống mẹ dọn xong rồi mẹ lại làm. Chỉ có hôm nào mà bà nội đi đám cưới ở xa thì là hôm sau là bà nội về là kiểu như nhà cửa là lung tung tiền lên hết, là bà đi về bà mệt rồi nữa mà cứ bày ra chưa có kịp dọn á là về là mẹ cứ nhăn là biến sắc luôn, không có nói chung là im hẳn luôn, kiểu như bực mình là mình biết rõ luôn á. Mà thêm phần hai đứa nhỏ nhà em nó thấy bà về á là cứ bu vô đó, chị dành bà, em cũng dành bà, thì bà đang bực nữa thế là bà la hết, xong rồi ba mẹ con đi lên hết. Tôi năm nay 53 tuổi, tôi đến từ Bình Dương. Chào chú Huyền Linh, chào Lê Lộc. Tôi tên là Nguyễn Thị Bích Phụng, năm nay tôi 26 tuổi. Công việc hiện tại của tôi là làm giáo viên và đã làm dâu của mẹ được 4 năm. Mình có mấy cháu rồi chị hả? Dạ, chị có 2 bé rồi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai, cô ấn tượng gì về cô gái này? Thì nói chung là lần đầu tiên gặp á, cũng không có ấn tượng mấy. Sao vậy cô? Cũng xinh xắn mà. Giờ xinh hơn ngoài bữa nó che lùn má đen. Lùn đen như có nét. Có nét đẹp lắm đó. Nét đẹp. Rồi nét đẹp đó. Cái mặt xinh. Không biết là chị lần đầu tiên gặp mẹ chồng có ấn tượng điều gì không? Tại vì lúc đó thì em với chồng em cũng đi chơi thôi, mà chúng ngày chủ nhật á nên là chồng rủ về nhà ăn cơm, cũng vô ngồi ăn chứ cũng không có phụ được gì. Tiếng của mẹ khó nghe á. Cái giọng bây giờ nghe riết rồi cũng quen. Lúc vô mẹ nói gì cũng dạ cho qua chứ cũng không có hiểu gì hết. Thành ra mẹ nói này không ấn tượng đúng đó. Ăn xong rồi không nói gì hết trơn. Ủa cô người miền gì? Tôi Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Khi mà con dâu về làm dâu thì nó có gặp trục trặc gì giữa tiếng nói cũng như cái phong tục vùng miền hay không? Nói chung thì cũng nó nói thì mẹ nghe được, còn mẹ nói thì không biết nó như nào. Không nghe đó, nãy nó không nghe đó. Dạ lúc trước thì không nghe nhưng mà ở mấy năm nay cũng hiểu rồi. Vậy thì những ngày đầu về gặp khó khăn gì không chị? Tụi em quen nhau cũng nhanh á, là thời gian cưới nó xảy ra, nói chung là nó gấp gáp nên là khi về thì đa số em ở bên nhà mẹ đẻ em nhiều hơn. Em đi làm xong rồi tới sáng em đi, rồi tới tối thì em mới về, nên là cũng ít tiếp xúc. Hai là... mẹ con hợp nhau điều gì? Ăn uống rồi là mua sắm rồi đi siêu thị vậy đó. Ủa, ăn uống hai vùng miền khác nhau mà cũng hợp nhau nữa hả? Con nấu thì mẹ cũng ăn, mẹ nấu thì con cũng ăn. Nói chung là do mẹ em với lại em ở sống trong đây cũng lâu rồi á, nên là nói chung ăn uống cũng không có gì thay đổi nhiều. Rồi về việc nhà và việc chăm sóc con cái á, mình có hợp nhau không chị? Thôi để mẹ nói đi. Nói chung là việc nhà, việc con thì là mẹ làm. Mẹ làm hết. Thính bé đầu là 18 tháng là nó sanh đứa thứ hai luôn. Rồi bắt đầu là mẹ phải nghỉ làm, mẹ nghỉ hưu non về để ở nhà giữ cháu. Việc trong nhà là mẹ làm. Vậy cái công việc làm dâu em nghĩ rằng em đã làm gì cho mẹ chồng? Từ lúc mà về làm dâu mẹ cho tới bây giờ hiện tại em đã có 2 bé thì em cũng chưa có gì là gọi là làm cho mẹ, làm được cho mẹ nhiều. Nhưng mà có nhiều cái em làm được cho mẹ nhiều hơn là chồng em. Chẳng hạn như là quan tâm mẹ nhiều hơn, rồi lo lắng cho mẹ. Tại vì chồng em là người kiểu như ít có bày tỏ cảm xúc á, nên là nhiều lúc như mẹ bệnh hay là gì đó thì chồng em cũng ít có hỏi han á. Chỉ có em quan tâm mẹ. Rồi đến khi cả công việc của mẹ, mẹ cũng nghỉ hưu để về lo cho em, rồi chăm sóc cho cháu để em đi làm. Nói chung là em cảm ơn mẹ rất là nhiều. Có cái kỷ niệm nào mà của mẹ dành cho chị khiến chị nhớ và xúc động nhất không? Là cái lúc mà em sinh bé đầu tiên á. Khi đó nói chung là lúc trước em cũng nhỏ con á, người thì cũng tầm 49-50kg à. Đến lúc em có thai á là em mập lên rất là nhiều luôn, là 85-86kg. Thì là em đi sinh á thì mẹ em kiểu như người rất là nhỏ nhắn á, vô tới lúc em sinh xong, tại vì em sinh mổ bé em tới 4kg lận. Hay là bà nhỏ nhưng mà lúc đó em mới sinh xong thì cũng còn chắc phải 8 mấy kg. Thì đó là bà chăm em chút trực trên nó 24/24 á, vệ sinh đồ này nọ. Bà lại bà đỡ em nhưng mà kiểu như nhìn bà thương bà lắm, kiểu như thấy tội vậy đó. Có bao giờ cô la con dâu của mình chưa? Nói thôi, nói là chỉ nói chung nói cái gì cũng được hết.
Chỉ có cái tờ mối truyền là kiểu như nó hay bày ra đó, nó cứ bày ra cho mình giòn á. Tại vì ở nhà bày cho mẹ giòn. Không phải, nhiều khi là làm xong rồi cái quên á, nhiều khi thay đồ cho bé rồi á, xong rồi cái mặc đồ cho bé rồi cái để quần áo đó kêu thôi để cứ mặc đồ cho con trước đi rồi xong rồi mình dẹp sau, cái tí xíu nữa mặc đồ cho con xong cái ẵm con đi, cái để đồ đó cái mẹ xuống mẹ giọt, xong rồi mẹ lại la. Ôi giờ mẹ la em tức chưa? Thì cũng có một lần là hai mẹ con kiểu như là xung đột á, lúc em mới sinh bé thứ hai xong thì cái công việc của em nó lúc đó là qua Tết nữa, là công việc nó nhiều, một phần là không ai quản lý trường, rồi một phần là chăm bé nó nhỏ quá, mình bỏ bé thì thấy thương. Rồi cô giáo viên thì kiểu như đi làm không có điều độ á, thế là em mới bàn với chồng em là cho cô đó nghỉ để khi mình thu xếp giáo viên khác làm nó ổn định hơn để mình đỡ phải lo lắng nhiều hơn. Thì mẹ em mới nói là chuyện của con thì con tính đi chứ đừng có bàn với lại chồng, xong rồi sau này lỡ có việc gì thì lại đổ thừa cho chồng rồi này nọ. Thế là lúc đó em nói là vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau rồi để giải quyết cái công việc ấy, mà mẹ cứ nói một hai là mẹ không có cho nói với Dương để Dương phụ em là có cho cô đó nghỉ hay là làm tiếp. Thế là em giận quá em khóc, em đem phòng em ở, bữa tối em không ăn cơm luôn. Thế là mẹ cũng thấy không ăn uống gì hết, cái là mẹ lên phòng thì mẹ nói vậy thôi chứ quyết định thì cũng con ấy chứ có gì đâu mà giận mẹ không ăn cơm này nọ. Thế là xong qua hôm sau thì hai mẹ con cũng vui vẻ lại. Nói chung là tính con dâu thì nó cũng dễ dãi lắm, hai mẹ con thì hợp nhau. Thường là có chuyện là mình là mẹ chồng là binh con dâu hơn phải không cô? Binh hơn, kiểu như mỗi lần mà chồng nó đi nhậu thì nó không dám kêu về đâu, thì cứ nói mẹ kêu về thì mẹ la chồng. Có hai bao giờ hai người kết hợp la ông chồng một lần không? Có, dạ có chứ. Nhưng mà cũng vậy anh. Xong rồi cái ảnh thì kiểu như bạn bè rủ đi nhậu á, nhưng mà nhậu thì mình cũng không nói gì, nhưng mà do bạn bè ảnh kiểu như công việc chắc cũng trễ, nhậu thì tầm 8-9 giờ đêm mới rủ đi nhậu. Mấy anh kia thì độc thân thì đi nhậu giờ nào cũng được, còn ảnh thì có con rồi, đi phải tranh thủ về 8-9 giờ đi, có khi về khuya á, gọi điện thoại em đâu có mở cửa đâu, thế là gọi cho mẹ, mà mẹ xuống mẹ mở cửa, nhưng mà mẹ nhằn em, mẹ kêu là có gì thì mai nói chứ giờ xỉn có biết gì đâu, chứ ở ngoài lỡ có chuyện gì thì lại khổ vợ khổ con nữa. Mà em cũng cứ lì, lần sau cứ gọi em vẫn không mở cửa. Lần thấy cũng tội mẹ, thương mẹ, mà cứ hai đứa con trai đi nhậu là mẹ nhà mẹ cứ chờ, mẹ đâu có ngủ được đâu. Đúng rồi. Hiện tại thì ở chị còn điểm gì mà cô chưa hài lòng không? Không, thì giờ chị có chuyện mà nó không có gọn gàng đấy, nó cứ bày nhiều lúc mà mẹ đi đâu 1-2 ngày về là từ đồ con thay từ trên phòng khách xuống dưới bếp luôn á. Đi về mà thấy nhà cửa luồm thuồm là cô bực lắm. Là cái mặt cô đổi nét luôn á. Con cái nữa là cũng thông cảm đó cô ha. Nói chung con cái là mẹ chăm là bà nội lo hết. Lo hết đấy. Chỉ có hôm nào mà bà nội đi đám cưới ở xa thì là hôm sau là bà nội về là kiểu như nhà cửa là lung tung phiền lên hết. Là bà đi về bà mệt rồi nữa. Mà cứ bày ra chưa có kịp dọn á là về là mẹ cứ nhăn là biến sắc luôn, không có, nói chung là im hẳn luôn, kiểu như bực mình là mình biết rõ luôn á. Mà thêm phần hai đứa nhỏ nhà em nó thấy bà về á là cứ bu vô đó, chị dành bà, em cũng dành bà, thì bà đang bực nữa, thế là bà la hết, xong rồi ba mẹ con đi lên hết. Mình cũng có cách chăm sóc em bé riêng, còn mẹ cũng có cách chăm sóc em bé riêng, thì không biết là hai mẹ con mình có hay bị mâu thuẫn với nhau không? Nói về chăm con á, thì do bé đầu tiên á, là lúc đó là em chăm bé được, thì từ khi bé thứ hai thì bắt đầu bà nội mới chăm thôi. Tại vì mình cũng học qua nhiều rồi, mình biết nhiều, thì kiểu như cách nấu ăn á, ăn uống cho bé á, 1 tuổi trở về á, là khi mà mình nấu ăn cho bé á, thì mình chỉ cần nấu nguyên chất như vậy thôi. Còn bé từ 1 tuổi trở lên thì mình mới là cho muối hoặc là nêm thêm gia vị cho bé. Đó, thì mẹ chồng em cứ nói là hồi xưa mẹ nuôi hai đứa có sao đâu, mẹ cũng cho muối rồi bột ngọt các thứ vào thì đến bây giờ nó vẫn khỏe mạnh bình thường thôi. Mẹ hồi xưa thì khác, bây giờ khác, cái đó là khoa học đã chứng minh rồi, thì mình cứ làm theo vậy đi, mình tránh được cái nào mình tránh. Lần sau thì mẹ cũng nấu thôi chứ mẹ cũng không nêm nếm gì thêm. Nghĩ rằng đó là đây là một cặp mẹ chồng nàng dâu cũng rất là hiểu nhau, thông cảm lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau, tâm sự lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau. Như thế cũng rất là tuyệt vời, mặc dù cũng còn những cái điều nhỏ nhỏ nhưng không sao, nếu chúng ta nhìn thấy được chúng ta sẽ thay đổi được điều đó. Nhưng mà sẵn dịp ngày hôm nay thì chị mong muốn ở mẹ chị điều gì, chị có thể nói với mẹ không? Sẵn chương trình này thì con mong muốn mẹ là có gì mà không hài lòng hay là như thế nào thì mẹ cứ nói thẳng ra để cho hai đứa con trai và cũng như con á là biết được mẹ muốn cái gì hay là không muốn cái gì.
để rồi lúc đó mình thay đổi hoặc là góp ý thêm. Tại vì lúc mà em về làm dâu á, là lúc đó ba chồng cũng mất rồi, thì chỉ còn mình mẹ thôi, nên là nhiều khi thấy mẹ cũng cô đơn á, nên là tụi con cũng muốn cố gắng là dành hết tình cảm cho mẹ, để mẹ bớt phải mà suy nghĩ hay là lúc nào cũng nghĩ là có một mình đó. Là tại vì lúc nào tụi con cũng thương mẹ hết á, nên là mẹ bị bệnh, nhiều khi mẹ em bị đau khớp á, đi lên đi xuống cầu thang cái chân nó kêu luôn á, rồi nghe ra tiếng kêu luôn á chị. Mà hôm đợt hai vợ chồng em đi chơi á, thế là có mua quà gì cho bà, mà mua thuốc, nhưng mà thuốc trị khớp trị đồ á, mà bà hỏi nhiêu tiền thì em mới nói là có mười mấy triệu à. Bà nói thôi để tiền nó về cho cháu đi, cái nói trời thì mẹ cứ uống đi, nếu mà cảm thấy đỡ thì mình đỡ phải trị bệnh này nọ, xong rồi mình cứ uống đi, xong rồi kể cho như thế nào. Bà một hai không chịu là không chịu. Mẹ em nói mẹ cứ uống đi, tại vì tụi con làm ra tiền được, chứ sức khỏe của mẹ thì đâu có ấy đâu. Con dâu nó thương như vậy, biết rằng cô về hưu thì cũng phải tiết kiệm ha, để lo cho con cho cháu, nhưng mà con cháu làm được thì sử dụng đi, nó tốt mà. Hôm nay thì cô có muốn nói gì với con trai của mình không? Muốn nói với con trai là kiểu vừa có vợ con thì đi làm về thì bớt nhậu ấy. Với con nhậu thì nhậu về sớm sớm, về trễ rồi mẹ ở nhà cũng không ngủ được. Và ngày hôm nay cô có mong muốn điều gì thay đổi con với con dâu của mình không? Mẹ mong muốn con là làm gì làm cứ phải là chăm sóc cho con sạch sẽ, với nói chung là về làm gì làm cái việc gì phải gọn việc đó rồi. Với bớt chơi đi, làm thì làm nhưng mà nhiều lúc đi chơi là chơi chơi. Trời, làm áp lực quá mà hai đứa con rồi làm công việc. Nói chung hai đứa con nha, mẹ lo hết, bà nội lo hết luôn. Nó đi chơi, nói chung con mới được có mấy tháng, hai vợ chồng cứ đi chơi như cả vợ chồng xón vậy đó. Rồi, hôm nay mẹ mong muốn thế. Con dâu ôm mẹ, muốn hứa gì hứa với mẹ đi nào. Đến nay, từ nay thì về con sẽ dọn gàng hơn để cho mẹ bớt phải lo, bớt đi chơi nữa đó. Cho còn trẻ còn mê chơi chị. Bớt chơi tí, vậy bây giờ hai đứa rồi mà đi chơi họ. Thế thì cũng xác định là mà nếu như bây giờ mà coi như mình mà tìm hiểu sâu quá mà nó đậm quá thì đâm ra cái hạnh phúc của người ta nó, thế nên là coi thôi tự rút. Là chú tự rút luôn. Thôi xin phút rồi. Cô thứ hai 2 năm nữa nè. Cô thứ ba ở đâu cô? Chú. nói quyền định là bây giờ như đó. Cô thứ ba là một cô học sinh. Xinh lắm hả? Không, cô là học sinh. À. Thế thì quen nhau từ cái năm ấy là cô, tôi như còn nhớ là cái năm cô mới học có lớp 9 ấy. Thì biết nhau thì gọi tôi có khuyên như này này, vì em quá còn trẻ, hai là còn đang đi học, thế nên em gác cái chuyện này lại. Giờ cố gắng mà học đi, học làm sao mà khi nào mà coi như là đỗ đại học thì lúc giờ sẽ tìm đến anh. Đấy. Thì qua cái thời gian mà tôi gặp ấy thì lần sau tôi cũng không gặp lại nữa. Không gặp lại nữa thì gọi như là cách độ 3 năm sau, khi tôi lấy nhà tôi rồi mà sinh được cái con cháu đầu tiên này này, con cháu đầu tiên ấy, thì cô có đến tìm tôi. À, cô gặp lại cô đó. À, không, cô có đến tìm tôi. Dạ. Đấy, tìm tôi thì lại cô đến, cô lại thi vào cái ngành coi như là lâm nghiệp. À. Thì cô lại về cái rừng Cúc Phương của Ninh Bình đấy, thì cô đưa cả mẹ cô ấy đến tìm tôi. Đấy. Thì khi mà coi như cô đến tìm ấy thì tôi cũng không, lúc giờ tôi vẫn đi công tác, thế nên là tôi không ở nhà. Đấy. Thế sau khi mà tôi xây dựng cái nhà tôi rồi mà đẻ được đứa đầu tiên, thì bà mẹ tôi, chính bà mẹ tôi mới nói rằng khi mà con xây dựng gia đình ấy thì cũng có một người phụ nữ, cô đến tìm, có một người phụ nữ dắt một bà cụ đến tìm con, thế nhưng thôi mẹ không cho gặp. Chú đào hoa quá. Dạ. Dạ. Sao cô thứ ba rồi tới cô thứ tư là ai chú? Đấy, cô là cô thứ ba. Cô thứ ba rồi cô thứ tư là ai? Đấy, còn tư thì không nhớ, tư không thì nhớ cũng chỉ qua vần vần. Cô thứ nhất là cô Siết là tên gì chú? Dạ. Nhớ không? Cô Siết là cô Thu Hà. Thu Hà. Thu Hà. Rồi cô thứ hai ở Hà Nội đó. Cô thứ hai, cô là cô Ngọc Anh. Ngọc Anh. Dạ. Rồi cô thứ ba học sinh đó, tên cô gì? Dắt mẹ tới tìm chú là cô đó tên gì? Cô là cô cô
cũng không nhớ. Vậy nhớ là chú quá đào hoa luôn. Rồi, vâng. Dạ nhớ nhiều quá. Nói mới dạ. Linh như này này. Tôi thì hồi trẻ thì coi như nhiều người đến với tôi đã. À. Nhiều người đến với tôi. Nhiều lắm chú hả? Cũng không nghĩ mà cũng không ấy. Là phim trẻ lắm. Dạ. Trẻ mà vậy người. Chú với cô là duyên nợ định thì mạnh đấy, đúng không? Duyên nợ định mạnh đấy. Chứ không là không phải không. Chú đã đi với người khác rồi. Vâng. Hả? Đấy. Rồi, cái đó là quá khứ đi. Quá khứ trước đi. Trước cô 4 năm cô đó rồi. Dạ. À, sau khi mà chú lấy cô rồi thì chú có lần nào gặp một trường hợp cô nào đó mà mình say nắng không? Không. Có không? Cái đó không có. Không bao giờ có. Không bao giờ có luôn. Không bao giờ có luôn mà. Thiệt không? Nói thật đấy. Thiệt đấy. Thiệt hả chú hả? Dạ. Có cô nào say nắng nhà tôi đây ba. Có cô nào say nắng chú mà chú không đáp ứng không? Không. Không luôn hả? Không ba. Có tức là có tư tưởng nào để ý cô nào trong cơ quan nữa không? Cơ quan thì nhiều cô để ý nhưng mà không. Nhiều cô để ý chú. Bạn, chú biết không? Chỉ mình chỉ biết như thế thôi chứ còn điều á. Là chú cô, làm sao mà chú vượt qua được điều đó hay chú? Trong khi là nhiều cô để ý chú như thế, vâng. Ngày nào cũng ra vào cơ quan chắc chắn là cũng sẽ nhiều vâng. Cô xinh hơn vợ của mình chứ. Tôi thì nói là coi như là có một thằng bạn ấy để nó cùng làm với tôi. Thế hôm mình đi công tác thì nó có quen một cái cô coi như là tức là thống kê ở Hải Dương cũng về ngành lâm sàng như này. Thì nó mới lấy cái ảnh của tôi. Thì nó mới không biết làm thế nào thì tôi không biết, nhưng mà đại khái là nó lấy cái ảnh của tôi và coi nó lại đưa cho một cái người phụ nữ ở cái cơ quan đó, tức là làm cái cơ quan đó. Thế nhưng mà cái tên thì lại nó lại cải đi. Cải đi thì coi như là khi mà coi như là cái cô này cô nhìn thấy cái ảnh mà cô để ý thì có đến lúc bây giờ là nó đi tìm nhưng mà xuống cả cơ quan nhưng đều không lánh mặt không ấy. À, à. Lúc đó là có vợ rồi đúng lúc không? Bây giờ là có vợ rồi. Bạn chơi kỳ quá ha. Hay. Ơi, nói chung là chú đào hoa lắm Lan ơi. Cô thứ nhất, hai, thứ ba, thứ tư rồi cô siết rồi thống kê rồi học sinh sinh viên rồi. Dạ. À, nói chung là hơi đào hoa. Ừ. Chú còn trong cái thời gian ở nhà ở đi học ấy thì đại khái là tôi thì nói chung là coi như là từ bé đến nay thì coi rất là sướng chứ không phải là khổ. À. Cô có ghen không chú? Cô à, dạ. Nói với Linh ngoài Bắc ấy nói là coi như là sư tử Hà Đông. Ủa, sư tử Hà Đông hả? Thì ghê lắm mà. Ghê lắm hả? Để con hỏi sư tử Hà Đông. Cô chú nói vậy á, cô đúng không cô? Anh ấy nói thế thì đấy là cái nhận xét của anh ấy thôi. Thật ra thì chú đẹp quá mà cô, mình phải giữ chứ. Cái này là nhiệm vụ của mình là mình phải giữ, mình không giữ mất sao? Đúng không cô? Rồi thế rồi cô giữ chú bằng cách nào? Tôi nhớ cái lúc có một lần như vậy là lúc ấy là chưa cưới, anh cũng hẹn tôi đi chơi. Anh hẹn đi chơi thì tôi mới đoán anh ấy ở cái chỗ Nam Định á. Thì cái ngày nó đường nó vắng, tôi nhìn xa lắm. Thế sao tôi lại thấy cái anh này, đúng anh này là anh Đức rồi, sao anh lại đèo ai nhỉ? Tôi thấy có đèo một cô. Thế xong tôi cũng cố nhìn, tôi bảo đúng rồi, tôi tức lắm. Thế tôi mới bảo với rõ ràng hôm nay hẹn mình đi chơi mà sao lại đèo với cô này. Thế xong thôi, tôi không chờ nữa, mà tôi về luôn. Giận luôn? Giận luôn, thế tôi mới, thế thì về sau thì anh ấy có về nhà như là anh ấy gặp bà mẹ tôi ấy, thì hỏi thì bảo là, rồi tôi nói em nghe nhé, có lẽ anh ấy lấy tôi từ ngày anh ấy yêu tôi, anh ấy lấy tôi chả bao giờ anh gọi tên tôi cả. Giỏi lắm, đến bây giờ anh ấy gọi tên tôi đến 4-5 lần là cùng thôi. Chứ không, bình thường gọi cô là gì? Em ơi, chỉ là gọi em ơi thôi. Chứ không bao giờ, anh ấy giỏi lắm, anh ấy gọi tên tôi giỏi lắm, gọi là Doan ơi được độ 4-5 lần đến bây giờ thôi, chứ chưa bao giờ, chứ anh không gọi.
Thế thì anh cứ hỏi mẹ tôi thì mẹ tôi bảo nó đi đâu á. Thế thì đến khi mà nói vậy thôi chứ cũng đâu cũng nhìn thấy anh ấy vào nhà rồi thì cũng giận dỗi. Thế anh cũng thanh minh mãi là ngày xưa cứ đường nó xa thì cứ phải đi nhờ á. Thì cái cô cố đi nhờ. Thế còn thì những cái như lần mà anh ấy lấy tôi thì sự thực là anh ấy cũng không làm. Bây giờ anh ấy nói thì tôi mới biết là anh ấy có thêm với cô nào chứ thực ra anh cũng không là có. Là trước khi yêu cô, trước khi gặp cô là có mấy mối tình rồi. Không, nhưng mà... thì tôi có biết. Dạ. Tôi có biết chứ không phải tôi không biết, nhưng mà tại vì anh ấy đẹp vậy thì anh ấy phải có, anh ấy có thôi. Cô nhưng mà cô sợ không cô? Lúc nhất là lúc mà mình sanh em bé đó cô. Sanh em bé thì mình, người phụ nữ mình nó xấu đi nữa, mập hơn rồi xấu đi rồi đủ thứ cái hết rồi. Lúc không, đó cái sợ lúc ấy thì nói là như là cái ngày xưa chúng tôi lấy nhau rồi là nó như là cột vào nhau rồi thì tôi không có cái tư tưởng sợ. Yeah. Là vì anh ấy thể hiện với anh ấy chăm, khi tôi sinh các con tôi rồi anh ấy chăm chỉ lắm. Yeah. Anh ấy giặt rũ rồi anh ấy nấu nướng cho tôi ăn rồi anh ấy làm nó ngon lành nên là tôi rất là tin, tôi không ghen với anh ấy. Có cái thời gian gần đây này, tức là tôi có chơi với một cái chị cũng đi tập thể dục. Chị thì là chị Mỹ, chị mê gái cái lắm. Gần đây này, hiện tại đến bây giờ cũng cứ nói đến Đông Đức cái này là rất nhiều. Mà người ta vào người ta chơi á, đến lúc bà về bà cố tình bà bắt tay anh mà anh ơ hết cả người đó. Không bắt thì bất lịch sự. Vâng. Bắt thì sợ cô buồn. Không, không sợ, tức là anh này anh không có cái tính như vậy. Dạ. Từ khi anh lấy tôi thì anh không có cái tính như vậy. À, dạ. Thế dạ. Cho nên là tôi cũng cứ cười thì tôi cũng cứ trêu anh mãi, anh ấy bảo là bà làm anh rất là bất ngờ, bà cứ đứng lên nó cứ bắt xén nó bắt tay nên là và cô bà này bà cũng phải bằng tuổi tôi rồi ấy. Tôi yeah. bảo không, chưa không có gia đình. Trời, con thấy bây giờ trên gương mặt của cô vẫn là một cái nét rất là hạnh phúc này, rất là vâng. hãnh diện. Vâng. Đặc đúng. biệt là cô rất là hãnh diện khi cô vâng. có được cái người đàn ông này. Tôi nói ông nghe nhé, các con tôi nó hỏi tôi thế này này. Bây giờ nó lớn nó hỏi tôi thế này này. Ui, ngày xưa vậy làm sao mà mẹ lấy được bố vậy? Hỏi câu tàn nhẫn quá. Thế bố bảo thế này chứ, bố phải theo mãi mới được đấy. Trời ơi. Mà nói tôi hay phải cái tính tôi hay dỗi đến bây giờ không vậy? Hay dỗi lắm, nhưng mà độ khoảng 5-6 năm nay thì tôi cũng nghĩ là thôi giờ mình lớn rồi tôi cũng không hay dỗi hay yeah. chứ tôi hay dỗi hay giận là tôi có cái tính là được cái thôi, anh. Thôi cô hạnh phúc cả đời rồi đó. Coi vâng. như là cả đời cô viên mãn rồi. Vâng. Dạ. Thôi con mời chú về. Ôi chú dễ thương quá à. Ê, chú đào hoa quá. Chú đào hoa nhưng mà chú rất là thương cô và rất là chung thủy. Vâng. À, hôm nay vui mới tiết lộ đấy cô mới biết. Chứ còn không có biết. Không vui. Vui mới tiết lộ chứ không biết đúng không? Vâng. À, chút xíu nữa thì chú đi theo siết rồi đó. À. Rồi. Cảm ơn cô chú rất là nhiều về những câu chuyện. Thật ra thì bây giờ mình kể lại nó là những ký ức vui đúng không cô? Dạ. À, chắc chắn là nó không còn những cái gì mà kể là nghe buồn giận gì đâu. Dạ. Mình nhắc lại kể lại cho vui một cái thời gọi là mưa gió. Chắc chắn là cô chắc hồi xưa chúng một vài anh để ý chứ. Nhưng tại cô không để ý ai thôi. Cô mê chú quá rồi cô không để ý tới ai luôn. Thì hôm nay thì tôi lại nói vậy đó. Tôi như thế nhưng mà rất là nhiều người tôi nói là có những người còn đẹp hơn anh ấy. À, cũng theo tôi vì ngày xưa tôi rất là ngoan. À. Tôi ngoan lắm. Dạ. Thế cho nên là cái tiếng mà em bà Đoan đó là em bà Đoan là rất ngoan. Thế cho nên là rất là nhiều mai người mai mối. Thế nhưng mà thực lòng là tôi cũng chưa được yêu ai. Đến khi gặp anh này là yêu thật. Là mối tình đầu đó đúng vâng, không? Vâng, là mối tình đầu. Còn thì dạ. trước đây thì cũng có rất là nhiều người ta cũng tôi cũng có để ý nhưng mà có cái là thực sự là mình chưa biết. Chưa có rung động. Vâng, chưa có rung động. Bắt đầu chú là vâng. rung động đó. Dạ vâng, đúng. À, tại chú đẹp trai quá ha. Vâng. Rồi sao đám cưới mình á, đám cưới mình tổ chức to không cô? Đám cưới chúng tôi thì không to, nó vào thời chiến. Cưới tại cái nhà mà... Tức là lúc đó vẫn còn chiến tranh hả cô? Vâng, đang chiến tranh mà lúc anh cưới là chúng tôi là năm 72. Có một tối thì bắt đầu đi chạy đi xe tán luôn. Được có một tối rồi. Có một tối ở nhà thôi. Là vì này, lúc cưới thì làm gì là mà dám có mời ai đâu. Vì ở Nam Định nó bỏ bom nhiều lắm. Yeah. Thế nhưng mà rồi cưới thì phải cưới lớn tuổi rồi. Phải cưới lúc ấy tôi 25 tuổi rồi. Mà anh ấy đã hơn 30 giờ là phải cưới thôi.
Thì cưới thì bà chị mới nói là bà chị Đoan mới gọi rằng là bây giờ thì cô chú phải tính đến bao giờ thì cưới. Thế thì ấy bảo vâng, nếu mà chị đồng ý thì là cưới luôn thôi. Vâng, thì cưới thì là hôm ấy cũng được cái anh Bích, anh cũng trang trí nhà cửa, anh Bích cùng cơ quan ấy, anh cũng trang trí nhà cửa, anh khéo tay lắm.